Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023. Được thần tài gọi tên ban phát tài lộc mà ăn nên làm ra tiền tài như ý, lộc lác đầy nhà, ăn Tết cực ấm no. Quý vị thân mến! Nhiều người trong chúng ta khi gặp khó khăn hay bế tắc trong cuộc đời, luôn thích tới chùa thắp hương, cầu khấn, mong mọi thứ sẽ có chuyển biến tốt, tai qua nạn khỏi, ai cũng muốn bản thân và người quen được thần Phật che chở, bảo vệ. Nhưng lời cầu khấn đó có hiệu nghiệm và thành sự thật hay không thì không ai biết chắc và mọi người đều đánh giá theo trực giác của bản thân mà thôi. Vậy, quý vị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có bao giờ thắc mắc phải làm gì để được Phật độ không? Và làm thế nào để nhận biết được Phật đang độ mình hay không? Nếu có thì mời quý vị cùng xem hết video ngày hôm nay nhé! Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, làm gì để Phật độ? Biết ngay để hứng chọn lộc trời, đổi đời giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết. Trước tiên, mời quý vị cùng chiêm nghiệm lại đôi nét về tính cách và cuộc đời Kỷ Mùi, bởi tính cách cách con người quyết định rất nhiều trong việc có được ơn trên đỡ đần hay không. Kỷ Mùi là người tập trung ý chí kiên cường, ôn hòa, tự trọng, thận trọng, nhạy bén, khéo léo, có cách nghĩ mềm dẻo, họ có vẻ bề ngoài thần bí lãng mạn lịch thiệp và thái độ xử sự chín chắn, giỏi đối đáp rất biết dựa dẫm, Kỷ Mùi tài năng đặc biệt có khả năng đấu trí nhất quán, từ đầu tới cuối không biết khoe khoang tài năng của mình mà âm thầm rèn rũa bản thân, đồng thời tiến dần về phía trước theo kế hoạch. Kỷ Mùi có khả năng cảm thụ và rất thông minh, khả năng ứng biến tốt quan tâm đến người khác. Họ luôn có ước muốn dùng sức mạnh của bản thân tạo dựng sự nghiệp, đi lên như diều gặp gió, nhưng nếu thiếu tinh thần hợp tác sẽ rất dễ thất bại. Cuộc đời của Kỷ Mùi có thể nói là một cuộc đời đầy sóng gió, nếu cứ bằng phẳng chẳng có chút gợn sóng thì đã không phải là cuộc đời của Kỷ Mùi rồi. Mọi sóng gió đến với Kỷ Mùi như là điều tất yếu, người nào vượt qua được những nghịch cảnh, những sóng gió trong cuộc đời thì thành công, thành tựu. Người nào không vượt qua được thì cứ mãi vẫn vơ thơ thẫn giữa dòng đời, ân tình bạc bẽo nuôi Kỷ Mùi lớn. Sóng gió cuộc đời dạy Kỷ Mùi khôn. Nỗi uất ức của Kỷ Mùi được gói gọn trong câu: lúc Kỷ Mùi nghèo khó chẳng được ai nhìn ngó tới, người thân xa lánh, người quen biến thành người lạ, bạn bè lại ngó lơ, chỉ có cha mẹ là bên cạnh ủng hộ lúc này. Nhưng thế sự đổi thay, một ngày Kỷ Mùi vươn lên thành công vẻ vang, đột nhiên bạn phát hiện mình trở nên thật nổi tiếng, ai cũng vui vẻ nhận bạn là người quen, mà sao những gương mặt này lại xa lạ đến thế? Vậy mới nói cuộc sống nhiều lúc chua chát như vậy đấy. Có những lúc hoạn nạn khó khăn, Kỷ Mùi mới hiểu thấu được lòng người, lúc anh chị nắm của cải trong tay. Bạn bè vây quanh và đối xử tử tế với anh chị chưa chắc đã tốt, nhưng lúc mình không còn gì cả, người còn ở bên cạnh mới là người mình nên trân trọng cả đời. Đã dành quá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái thời gian, còn lại bây giờ Kỷ Mùi nên dành cho mình, quan tâm bản thân sống thế nào cho vui thì sống. Việc gì muốn làm thích làm thì làm, ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích. Nên sống thật với đến những năm cuối đời. Khi đã đi tới cuối con đường, sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa. Kỷ Mùi sẽ muốn tìm lại những tình cảm chân thành, về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại ước mơ thủ nhỏ cùng bạn học, nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, được quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành, là một niềm vui lớn của tuổi già. Nếu Kỷ Mùi đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng, không hài lòng thì mặc kệ nó, ấy cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật to tròn và đậm. Có vậy thôi, vậy Kỷ Mùi có được Phật độ không?
và người được Phật độ thì sẽ như thế nào? Với tính cách và cuộc đời như vậy chắc chắn Kỷ Mùi sẽ được thần Phật phù hộ. Tuy nhiên, do nghiệp nhân quả mỗi người là khác nhau, nên người nào kiếp trước gieo nhân lành nhiều thì sẽ được hưởng quả lành trước. Còn người nào kiếp trước gieo nhiều nhân xấu thì phải chờ hết nghiệp ấy thì mới nhận về may mắn cho mình. Thực tế đã có rất nhiều Kỷ Mùi được thần Phật phù hộ. Có người nhận ra điều đó và rất trân trọng, nhưng vẫn có những người đang được Phật độ nhưng chẳng hề nhận ra. Kỳ thật, mỗi chúng sinh xung quanh bạn đều có thể là Bồ Tát. Ngài không phải lúc nào cũng có hình hài giống như trong bức chân dung hình ảnh mà mọi người vẫn hay thấy. Hình ảnh của Ngài thay đổi theo sự thay đổi của chúng sinh. Đó là lý do tại sao bạn không bao giờ nhìn thấy chân thân của Bồ Tát, nhưng thật ra Ngài vẫn luôn ở bên cạnh bạn, chẳng qua là thường ngày vẫn bị bạn phớt lờ mà thôi. Nam mạng Kỷ Mùi là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 1 năm 1979 đến ngày 15 tháng 2 năm 1980. Dương lịch, cầm tinh con dê, ý nghĩa của thiên can Kỷ cùng địa chi Mùi là thảo giả chi dương, dê đồng cỏ. Tuổi 1979, mệnh hỏa, cụ thể là thiên thượng hỏa, lửa trên trời. Thiên thượng hỏa được xem như lửa trên trời, nguồn ánh sáng lớn tỏa khắp vùng đất rộng lớn, mang đến sự sống cho mọi sinh vật trên trái đất. Lửa trên trời có sức mạnh lớn nhất, không bao giờ có thể lụi tắt được. Chính vì vậy mà lửa này không những không kỵ nước mà còn trở nên mạnh hơn khi kết hợp với nước. Mệnh thiên thượng hỏa không cần một tương sinh, cũng chẳng cần thổ hay kim, mà chỉ là chính bản chất của nó. Về mặt ngũ hành, trong sáu hành hỏa thì thiên thượng hỏa lại cần thủy để bộc phát, lấy cái khắc để phát đi, ngược lại so với quy luật thủy khắc hỏa. Thủy có thể phản chiếu, làm cho thiên thượng hỏa là chính nó, làm cho thiên thượng hỏa có thể bộc phát ra cái tốt đẹp nhất. Do đó mệnh thiên thượng hỏa muốn phát, phải lấy cái khắc mà làm nền tảng, phát trong thế tương khắc. Vậy ta sử dụng hành thủy, có thể hiểu thế này, mặt trời làm cho đất đai nước nẻ, khô cằn, nhưng nếu chiếu xuống đại dương thuộc thủy, thì lại phản chiếu ánh sáng. Ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh, lỗi lạc. Vì vậy, người có bản mệnh thiên thượng hỏa là những người thông minh, nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Họ là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng. Tuy nhiên, nhược điểm là khá nóng tính, tuy nhiên họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh. Xem tử vi phương Đông, mệnh thiên thượng hỏa luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp, sang trọng. Nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ là công việc gì, họ chẳng biết mệt là gì, đừng vì vậy mà làm dụng sức khỏe. Có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người mệnh thiên thượng hỏa yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán làm theo ý và sở thích của bản thân, thiếu nghĩ chín chắn, kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Đó là nét tính cách đặc trưng của người mạng thiên thượng hỏa. Nêu ra nếu bạn tận dụng được ưu điểm này để phát huy khả năng của mình vào công việc để thăng tiến cao hơn. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, hung tinh ngăn trở, vận trình xuống dốc. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, người tuổi Kỷ Mùi phải đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Bởi tác động của quá nhiều hung tinh, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó, luôn quyết tâm, kiên trì trong mọi việc thì mới có thể suôn sẻ vượt qua. Sự nghiệp của bản mệnh không tiến triển suôn sẻ do cục diện tương xung ảnh hưởng, bạn đặt cái tôi của mình lên quá cao, lại thường xuyên chủ quan nên dễ vướng phải tranh chấp thị phi với người khác, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng lại vừa tác động không tốt tới các mối quan hệ. Đại hao ngáng trở vận trình tài lộc của bản mệnh, khiến công cuộc kiếm tiền vốn đã khó khăn lại càng trở nên bế tắc hơn. Hãy cẩn thận vì khoảng thời gian này bạn dễ đầu tư sai lầm, chi tiêu tốn kém cho những việc không cần thiết, khiến túi tiền mỏng đi trông thấy. Phương diện tình cảm cũng khá trầm lắng bởi cục diện tương hình, bản mệnh nên hạn chế tranh cãi với nửa kia của mình, khiến bầu không khí gia đình thêm căng thẳng. Đừng nói nặng lời khi đôi bên đều đang căng thẳng, bởi hai người có thể sẽ có những hành động gây hối tiếc về sau. Về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, những kỳ vọng đột phá trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão của người tuổi Kỷ Mùi khó đạt thành. Do vận khí có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng,
Đây là một tháng hung vận lấn át hoàn toàn cát vận, gây ra nhiều trục trặc bất lợi cho đường công danh của tuổi này, hàng loạt vấn đề phức tạp phát sinh, đòi hỏi mệnh chủ phải dành nhiều thời gian để xử lý, có nhiều khi phải tạm gác việc trong tay để giải quyết việc chen ngang khiến kế hoạch bị đảo lộn nghiêm trọng. Cục diện Sửu Mùi tương xung, lại thêm cả nguyệt lệnh lâm đất suy, ký khiến tuổi Kỷ Mùi dù muốn dù không cũng khó lòng thoát khỏi thủ phi. So với tháng trước thì dấu hiệu cạnh tranh trong công việc ngày càng rõ ràng, bản thân bạn có nhiều tham vọng, càng về cuối năm lại càng không ngừng tranh đua để đạt được vị trí tốt nhất và có được mức lương xứng đáng với năng lực, công sức bỏ ra. Chính điều này khiến bạn không thể tránh được việc đụng độ với đối thủ. Nếu đối thủ chơi đẹp thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, nếu kẻ tiểu nhân lợi dụng thời điểm này để quấy phá, bạn có thể chịu nhiều thu thiệt, dù ít hay nhiều, khi tâm lý đấu đá ảnh hưởng, hiệu suất công việc khó mà cao được. Hơn thế nữa, trong tháng không ít sự cố xảy ra, đòi hỏi phải thật linh hoạt và bình tĩnh để xử lý, mưu sự có thể không quá thuận lợi, nên cần có sự tính toán cẩn thận để điều chỉnh kế hoạch kịp thời. Trong mọi việc lớn nhỏ, hầu như bạn đều phải tự lực cánh sinh để giải quyết, ít có sự trợ giúp. Nếu có người nhúng tay vào, đó đa phần chỉ khiến mọi chuyện rối ren hơn, vậy nên bạn không nên có tâm lý chờ đợi hay dựa dẫm vào bất cứ ai. Để giảm bớt hung hiểm, bạn cũng nên chú ý thái độ cư xử và từng lời ăn tiếng nói của bản thân, tránh gây hiểu lầm không đáng vì không nói rõ ý hay người nghe có tâm tư khác nên cố tình xuyên tạc lời nói của bạn. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Mùi cũng chẳng khá khẩm hơn, dù đã bước vào thời điểm cuối năm, con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăn khăn làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác, vì vậy việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp, thị phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa, chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua. Chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết, nếu không vừa mất tiền bạc vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường, kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận. Đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, ở phương diện tình duyên, người tuổi Kỷ Mùi khó mà có được những điều mình mong muốn, tương xung cục khiến mọi thứ có nhiều biến động dữ dội hơn là bạn nghĩ. Dù không khí Tết đã cận kề, nhưng tình cảm ngày càng rối ren, đời sống hôn nhân nhiều xung đột, mâu thuẫn khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng ngày càng phai nhạt. Thậm chí nếu để tình trạng này kéo dài sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai bạn, khi đó thứ bạn đánh mất không chỉ là người ấy mà còn cả mái ấm của mình. Các cặp đôi đang yêu liên tục giận hờn, cãi vã, có thể dẫn tới chia ly nếu không chịu gạt cái tôi của mình sang một bên để giữ lấy mối quan hệ này. Mối quan hệ vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, chủ yếu là vì kẻ thứ ba xuất hiện gây chuyện thị phi, khiến đôi bên hoài nghi lẫn nhau. Cả hai cần bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh, nguy cơ rạn nứt tình cảm càng cao, vấn đề xuất phát từ cả hai phía. Nên đừng chỉ chăm chăm đổ lỗi cho đối phương, mà không xem lại bản thân mình, hai bạn đều cần thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề để tháo gỡ khúc mắc. Về phương diện sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng trong tháng này. Mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu đấy, con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm việc tiệc tùng, xã giao là không thể tránh khỏi. Song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Thưa quý anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường tử vi thì năm qua khá nhiều may mắn, nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đuổi. Không biết quý anh chị Kỷ Mùi 1979 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường tử vi được biết nhé!
Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Đối với nam mạng Kỷ Mùi, năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, bình hòa với mệnh hỏa của tuổi Kỷ Mùi. Xét về thiên can và địa chi, thiên can kỵ tương hợp với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy rất tốt cho lá số tử vi của nam mạng Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn này. Những yếu tố này báo hiệu cuộc sống của nam tuổi Mùi 1979 năm nay có sự phát triển thuận lợi, mọi việc yên bình. Để tận dụng được vận khí tốt, mệnh chủ nên làm việc chăm chỉ, chính trực và giữ vững tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp của mình. Nhìn chung, vận trình tử vi 2024 của nam mạng Kỷ Mùi sẽ hanh thông, được tạo điều kiện từ môi trường, các mối quan hệ thúc đẩy tiến bộ. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho mệnh chủ thực hiện những kế hoạch và dự định bản thân ấp ủ, gặt hái thành công như mong đợi. Năm Giáp Thìn 2024, Kỷ Mùi nam mạng có một sự nghiệp ổn định, tiến triển từng bước rất vững vàng. Mệnh chủ duy trì những thành quả trước đó mình đã đạt được, nhưng không hề chủ quan, kiêu ngạo, đối xử tử tế chân thành với đối tác, cấp dưới và đồng nghiệp. Ở độ tuổi 46, nam mạng 1979 đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm, chiều sâu trong công việc, vốn có tính cách thẳng thắn, tích cực nên nam mệnh luôn giữ được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vì thế nhận được sự kính trọng và giúp đỡ. Vận khí tài lộc của nam mạng Kỷ Mùi trong năm 2024 khả quan như mong muốn, mệnh chủ nắm bắt được các cơ hội kiếm tiền, nên nguồn thu nhập dồi dào, số tài sản tích lũy cứ thế được gia tăng, bởi vậy, cuộc sống gần như không có áp lực tài chính trong năm nay. Kỷ Mùi nam mạng đang ở trong độ tuổi trung niên, vì thế nên việc tiết kiệm quỹ dự phòng luôn cần được chú trọng. Mệnh chủ nên sống giản dị, không lãng phí, thanh tịnh để kiểm soát chi tiêu thật tốt, giúp năng lực tài chính của mình luôn vững vàng. Cuộc sống gia đạo của nam Kỷ Mùi trong năm Giáp Thìn được ấm êm, hạnh phúc, là người đàn ông giàu trách nhiệm trong gia đình. Mệnh chủ luôn nghĩ cho vợ con, lấy người thân làm động lực để làm việc chăm chỉ. Với nam Kỷ Mùi, gia đình luôn là tài sản quý giá nhất. Mệnh chủ trong năm này cũng nhận được những chia sẻ, sự quan tâm chăm sóc từ phía người bạn đời và con cái nhiều hơn, tình cảm vợ chồng ấm áp vì cả hai biết cảm thông, khoan dung, đồng hành cùng nhau. Bước sang độ tuổi 46, nam mạng Kỷ Mùi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, cân bằng giữa công việc và thư giãn, vận động để luôn tràn đầy năng lượng tích cực, giảm căng thẳng, lo âu là cách tốt nhất giúp sức khỏe ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh xa rượu bia và chất kích thích, thăm khám sức khỏe thường xuyên để biết được tình hình sức khỏe của bản thân. Việc đi lại cần cẩn thận, giữ an toàn cho mình cũng chính là giúp người thân cảm thấy yên tâm hơn. Đối với nữ mạng Kỷ Mùi, tổng quan vận trình tử vi tuổi Mùi 1979 nữ mạng năm 2024 sẽ gặp nhiều thuận lợi, yên ổn trong cuộc sống và công việc. Khi gặp cơ hội tốt, Kỷ Mùi nữ mạng chỉ cần quyết đoán, mạnh mẽ, nỗ lực đạt được thành tựu như mong muốn. Năm 2024, nữ Kỷ Mùi sẽ có đời sống nội tâm phát triển sâu sắc hơn, mệnh chủ tự tu dưỡng cho mình sự điềm tĩnh, gặp việc gì cũng độc lập suy nghĩ, tự chữa lành trong bản thân và là chỗ dựa tin cậy của những người thương yêu, bạn bè thân thiết. Người nữ tuổi Kỷ Mùi có con đường sự nghiệp tiến triển trong năm Giáp Thìn 2024 là người giữ chữ tín, mệnh chủ dám nghĩ dám làm và đảm nhiệm những chức vị quan trọng. Khi người khác cần giúp đỡ, nữ tuổi Mùi 1979 hết lòng tạo điều kiện mà không toan tính, giỏi thu phục nhân tâm và cũng được nhiều người hỗ trợ lại. Nữ mạng Kỷ Mùi thường lan tỏa tới cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới những năng lượng tích cực thông qua cách đối nhân xử thế của mình. Năm nay, mệnh chủ nên duy trì công việc ổn định, nếu chăm chỉ nỗ lực sẽ có được nguồn thu nhập tương xứng. Năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng tuổi Kỷ Mùi có tài vận khả quan, công việc làm ăn đem lại nguồn thu nhập liên tục cho mệnh chủ. Chỉ cần nỗ lực kiên trì, làm ăn chính đáng thì nữ Kỷ Mùi sẽ gặp nhiều cơ may về chuyện tiền bạc. Ở độ tuổi 46, mệnh chủ nên chi tiêu thông minh, tích lũy tiền tiết kiệm để dự phòng rủi ro, tránh lãng phí tiền bạc. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà những khoản đầu tư chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình cần được xem trọng. Năm 2024, gia đạo của nữ mạng Kỷ Mùi yên vui, hạnh phúc, tình cảm vợ chồng sâu đậm, gắn kết bởi sự bao dung, nhân hậu. Mệnh chủ biết đặt mình vào vị trí của chồng để thấu hiểu và độ lượng, không phê bình mà luôn động viên người bạn đời. Sự yêu thương, đảm đang chăm sóc gia đình của nữ mạng 1979 được những người thân bên cạnh ghi nhận và nhiều người ngưỡng mộ.
bản mệnh cũng luôn sống nhiệt huyết và năng lượng, sẵn sàng đồng hành cùng con cái vượt qua khó khăn trong giai đoạn xây dựng cuộc sống riêng. Ở tuổi trung niên, phụ nữ Kỷ Mùi nên chú trọng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho mình, hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ăn ngủ điều độ, tăng cường vận động thể dục thể thao, sẽ giúp khí huyết lưu thông, đầu óc minh mẫn, thu hút nhiều năng lượng tích cực hơn. Mặt khác, nữ mạng Kỷ Mùi nên duy trì những suy nghĩ lạc quan, vạch ra kế hoạch cụ thể trong cuộc sống để dốc lòng theo đuổi. Từ đó, bản mệnh sẽ cảm thấy phấn chấn, không lo âu, kết hợp thiền định để cuộc sống an yên trọn vẹn. Và bây giờ xin mời quý anh chị tuổi Kỷ Mùi 1979 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Có thể vì sự cố chấp mà con giáp tuổi Kỷ Mùi không muốn đối mặt với những thay đổi trong tuần này. Có thể hiện tại mọi thứ không có lợi, nhưng về tương lai thì vẫn có nhiều điều hứa hẹn, do đó, dù thế nào cũng đừng nên bỏ cuộc bạn nhé. Vận trình tình cảm khá rắc rối trong tuần này, khi mà Bách Việt chủ đào hoa khiến người độc thân không biết phân biệt được đâu là người phù hợp khi có quá nhiều người tiếp cận với mình. Trong khi đó, người có đôi cảm thấy khó xử khi bạn có chút cảm xúc với người khác, thực ra mọi thứ trôi qua nhanh thôi, bạn đừng tự lừa dối bản thân nữa. Tuần này, có những thứ khó khăn nhưng cũng ẩn chứa cả cơ hội. Hãy xem tất cả là thử thách để kiểm tra năng lực của bạn. Bạn có thể từng bước xử lý từng vấn đề một, nếu cần sự trợ giúp thì nên yêu cầu nhé. Những niềm vui xuất hiện trong tuần, bạn nên tận hưởng một cách trọn vẹn, nếu không mọi thứ qua đi khá nhanh, và cuối tuần đối mặt với thương quan khiến bạn cảm thấy mất vui, dễ bị tổn thương hay lo lắng. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh, vàng, quý nhân phù trợ, sửu, thân, hợi, con số may mắn, nam, 7, 30, 91, 12, nữ, 8, 26, 68, 77. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Tuần mới của con giáp tuổi Kỷ Mùi chưa có gì rực rỡ, nhưng mọi thứ đang diễn ra khá êm đềm. Bạn biết được năng lực của mình ở đâu và tập trung vào đó, tránh việc lãng phí cho những nhiệm vụ không phù hợp. Ảnh hưởng từ những lời bàn tán ra vào nên con giáp tuổi Kỷ Mùi đang có dấu hiệu thiếu niềm tin với một nửa của mình. Hai người có thể xảy ra to tiếng vì những chuyện chẳng đáng và thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau. Xuất hiện của dịch mã hối thúc con giáp tuổi Kỷ Mùi tham gia những chuyến đi xa, đó có thể là cách để cơ hội mới mở ra. Vì thế đừng ngần ngại mà chấp nhận những thay đổi cần thiết, cho dù bạn phải xa nhà nhiều hơn thời gian trước một chút. Ảnh hưởng tốt của Nguyệt Mã cho thấy bạn xa nhà lại là có lợi, thu hút vận may, tăng tài tiến lộc. Nếu có được những điều tốt đẹp thì nhớ mở lòng đón nhận con giáp tuổi Mùi nhé. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, ý, sửu, tỵ, con số may mắn, nam 4, 95, 31, 40. Nữ 2, 15, 90, 39. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Khi bạn biết đâu là điều quan trọng, chính yếu bạn sẽ có xu hướng lãng phí nguồn lực của mình. Nếu có rắc rối xảy ra trong tuần này thì con giáp tuổi Kỷ Mùi nên dành thời gian để đánh giá lại mọi thứ, đừng chủ quan như trước nữa. Thời gian giữa tuần với sự xuất hiện của thiên ấn sẽ giúp công việc thuận lợi hơn, vì thế ngay lúc đó bạn phải tìm cách để tăng tốc, tránh việc lãng phí thời gian cho những việc không thực sự quan trọng. Chuyện tình cảm khiến bạn khó gượng cười được, nếu thực sự muốn tinh thần thoải mái, hãy buông bỏ những sự việc xảy ra trong quá khứ. Hãy để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh mình, vì đó có thể là những gì bạn đang tìm kiếm. Ngũ quỷ gây hại sức khỏe, công việc của bản mệnh, thế nhưng đừng tự nhấn chìm mình vào đó, hãy tìm cách thoát ra và dành thời gian để vận động, cải thiện sức khỏe. Ngược lại, nếu bạn buồn quá lâu sẽ chất chứa nhiều năng lượng tiêu cực, sinh ra bệnh tật. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 19 đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, ý, tuất, hợi, con số may mắn, nam 4, 04, 13, 38, nữ 2, 79, 64, 42. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Mùi tháng 12 âm lịch 2023. Lời khuyên tốt nhất dành cho con giáp tuổi Kỷ Mùi tuần này đó là hãy kiên nhẫn chờ đợi tin tức, hoặc đến khi mọi chuyện lắng xuống, bù lại. Về mặt công việc,
bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng chức hoặc tăng lương. Tỷ Thiên xuất hiện đầu tuần, ngăn cản rất nhiều kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra từ trước. Thay vì đợi cho sự cố xảy ra, thì bạn nên chủ động để thích nghi, thay đổi với hoàn cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra. Vận trình tình cảm đang đi xuống, khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu, có vẻ mối quan tâm lớn nhất trong tuần lễ mới sẽ là hướng về gia đình. Sự bất đồng quan điểm giữa bạn và người thân đang khá căng thẳng, vì vậy, hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực thì đó là khoản nhỏ. Bạn biết cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, thế nên đừng buồn quá nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt 13 đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ Hợi, Dần, Mùi, con số may mắn nam 1, 25, 51, 63, nữ 5, 19, 82, 72. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.